Mesotherapy hay là PAP 5 điểm. Đây là hai cái phương pháp được rất là nhiều các bạn đang quan tâm hiện nay trong việc trẻ hóa da. Đầu tiên đó là cái Mesotherapy. Nó là một phương pháp vi điểm đưa dưỡng chất vào nhiều những điểm nhỏ nhỏ ở trên gương mặt để giúp trẻ hóa da. Thì đây là cái phương pháp mà được một bác sĩ người Pháp là Michael Pister đã phát minh ra vào năm 1952. Phương pháp này đã ứng dụng vào trong điều trị rất là nhiều các bệnh lý khác nhau. Thì thay vì chúng ta đưa dưỡng chất vào một điểm thì chúng ta sẽ đưa dưỡng chất vào nhiều điểm nhỏ khác nhau ở trên gương mặt để giúp cho tăng hiệu quả điều trị. Gần đây nhất thì các bác sĩ đã ứng dụng phương pháp Mesotherapy vào việc đó là trẻ hóa da trong lĩnh vực làm đẹp. Phương pháp thứ hai mà chúng ta cũng rất là hay được nghe tới đó là cái phương pháp PAP 5 điểm. Đây là cái phương pháp tập trung dưỡng chất vào 5 vị trí quan trọng ở trên gương mặt để giúp cho việc trẻ hóa da đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Tại BB Thanh Mai chúng tôi, các bác sĩ đã thực hiện cái việc đó là kết hợp cả hai cái phương pháp này vào trong cùng một cái lần điều trị. Thứ nhất là chúng ta vừa kết hợp cái việc tập trung dưỡng chất vào 5 cái vị trí quan trọng ở trên gương mặt, đồng thời là chúng ta cũng vẫn đưa dưỡng chất vào toàn mặt bằng cái phương pháp đó là Mesotherapy để chúng ta trẻ hóa da trên toàn gương mặt. Thì cái sự kết hợp này sẽ mang lại cái hiệu quả trẻ hóa da được tốt nhất, giúp cho tăng sinh collagen, tăng sinh elastin, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, làm cho da trẻ trung căng bóng mịn màng. Chúng tôi gọi phương pháp này đó là phương pháp trẻ hóa da chuyên sâu nano collagen, giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong cho da khỏe mạnh, săn chắc, căng bóng, mịn màng và trẻ trung theo thời gian.